Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến một bài trung văn. Sau một số các cái bài luyện ngắn rồi, mình sẽ thử làm cái bài trung ngày hôm nay. Với mình cái bài này khá là khó để mà có thể tìm đáp án, nhưng mà các bạn sẽ luyện và phân tích xem là cái cách mà mình tìm đáp án như thế nào, thì từ đó mình sẽ rút kinh nghiệm trong những cái bài sau nhé. Bây giờ mình sẽ đến cái nội dung của bài chữa, và các bạn nhớ làm bài trước khi mà check đáp án nha. Câu đầu tiên của mình, cái phần câu hỏi là Shite no zure ga sojimasto aru ga naze so naru no ka, là tại sao mà lại có cái câu ở trong đoạn văn người ta viết là Shite no zure ga sojiru, là nảy sinh hoặc là phát sinh những cái sự khác biệt trong cái góc nhìn. Thì cái phần gạch chân của cái câu số 1 nó nằm ở đây. Bây giờ mình sẽ đi tìm câu hỏi tại sao. Jido bungaku no oku wa kuromo no shiten de kakareteimasu. Mochiron sakka wa otona nano desu ga kuromo no kangaekata ya kuromo no mei no takasa kara mieru fuukei o egaeteimasu. Chủ ngữ của mình là rất nhiều các cái tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi thì được viết trên cái shiten, cái góc nhìn của trẻ con. Đương nhiên thì tác giả là người lớn, nhưng mà họ sẽ vẽ hoặc là viết ra cái khung cảnh mà được nhìn từ cái tầm mắt, hoặc là từ cái góc nhìn, hay là từ cái tầm mắt của trẻ, hay là cái cách suy nghĩ của trẻ. Đương nhiên là trong trường hợp mà người lớn người ta đọc cái gì thì là đọc những cái tác phẩm văn học của trẻ con ấy, thì sokoni thì ở đó này, dos te mo là kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ nảy sinh rồi, hoặc là phát sinh ra những cái góc nhìn gọi là sai khác, hoặc là những cái sự khác biệt trong cái góc nhìn. Thì đọc đến đây là chúng ta đã làm được cái câu số 1 nói về cái lý do tại sao rồi, đúng không ạ? Bài này thì nó không hề có một cái câu lý do nào cả để thể hiện rằng là naze, rồi kara, rồi noda, để cho mình biết được rằng là cái lý do nó nằm ở đâu. Nên là mình sẽ phải hiểu được ý của câu. Thì cái đáp án của mình nó nằm ở ngay trong hai câu đằng trước này. Kiểu gì thì kiểu, khi mà người lớn đọc những cái tác phẩm của con trẻ, đọc những cái tác phẩm dành cho trẻ con ấy, thì cũng sẽ phát sinh ra cái góc nhìn rất là khác. Bởi vì rằng là cái người viết đấy, người ta vẽ cái khung cảnh từ cái góc độ, từ cái tầm mắt của trẻ con, từ cái cách suy nghĩ của trẻ con thôi. Nên là đáp án của mình nó chính là cái câu số 3 này, là otona no shiten kara kuromo no shiten de kakareta mono o yomu kara. Bởi vì là người lớn khi mà đọc những cái tác phẩm mà được viết bởi cái góc nhìn của trẻ con ấy, thì là họ sẽ có cái sự sojiru, là nảy ra những cái suy nghĩ rất là khác biệt ở trong cái góc nhìn thôi. Vì là họ là người lớn mà họ lại đọc những cái tác phẩm mà được viết dưới cái góc độ của trẻ con, nên là họ cảm thấy shiten no zure ga sojiru thôi. Còn bây giờ mình loại các cái câu còn lại là gì ạ? Otona no mite kita fuukei to koromo no miteru fuukei wa chigau kara. Vì rằng là cái phong cảnh mà được nhìn bởi người lớn và cái phong cảnh mà được nhìn bởi trẻ con ấy thì là khác nhau. Thì cái câu này người ta đang không nói tới nhá. Câu số 2 là gì ạ? Otona wa koromo no sekai ga yoku rikai dekinai kara. Bởi vì rằng là người lớn không thể hiểu được rõ cái thế giới của trẻ con, thì cái câu này sai hoàn toàn rồi. Vì là người ta đang nói rằng là tác giả là người lớn và họ viết từ cái góc độ của trẻ con mà, nên là cái câu mà không thể hiểu được rõ cái thế giới của trẻ con này là sai nhé. Câu số 4 là gì ạ? Otona wa kuromo no shiten ni awasete yomou to suru kara. Bởi vì rằng là người lớn cố gắng đọc và kết hợp với lại cái góc nhìn của trẻ con. Thì cái câu này cũng sai, không phải là cái ý ở trong bài. Người ta không hề nói đến cái việc là awaseru với cái góc nhìn của trẻ con, mà người ta chỉ nói rằng là những cái tác phẩm mà dành cho nhi đồng ấy là người lớn người ta viết, và người lớn người ta viết ở trên cái góc độ của trẻ con. Chính vì vậy cho nên đương nhiên là khi mà người lớn người ta đọc thì là sẽ phát sinh ra cái shiten no zure thôi. Bây giờ mình sẽ đọc cái câu hỏi tiếp theo là Hisa ni yoruto shiten no zure o kaiso suru tame ni dekiru koto wa nani ka, là để mà giải quyết cái sự khác biệt trong cái góc nhìn thì là cần phải làm như thế nào. Kiredo otona wa minna mukashi koromo deshita. Thế nhưng mà tất cả mọi người lớn thì đều đã là trẻ con trong quá khứ này. Koromo o sotsugyo shite otona ni natta to omotteru no ga koromo datta jibun o kakaeta mama otona ni natta to omotteru no ka wa
人それぞれでしょうが、少なくとも誰もが子供時代を過ごしてきています。Lúc đầu khi mà mình đọc cái câu này mình đã nhầm cái nô gá ở đây là mặc dù, nhưng mà khi mà đọc lại mình thấy rằng là không phải là mặc dù nha các bạn, nó chính là danh từ hóa và nó chính là cái chủ ngữ ấy, hay là cái chủ đề mà người ta đang nói tới. Cấu trúc của mình ở đây nó chính là nô gá, nô cà vạ, hito, sore sore để sổ gá. Có là mỗi một người thì sẽ có cái cách suy nghĩ khác nhau. Có những cái người thì đang cho rằng là chúng ta sẽ tốt nghiệp mà trẻ con rồi trở thành người lớn, và hoặc là sẽ có những cái người nghĩ rằng là chúng ta trở thành người lớn và vẫn mang trong mình cái hình ảnh của trẻ con, koromodata jibun. Như vậy là với cái ý đầu tiên ấy thì mọi người sẽ nghĩ rằng là tốt nghiệp trẻ con, thì mình đang hiểu ở đây là chúng ta sẽ hoàn toàn không còn là trẻ con nữa và trở thành người lớn. Còn cái ý số 2 thì là chúng ta vẫn trở thành người lớn, nhưng mà bản chất chúng ta vẫn đang mang một cái hình ảnh của trẻ con ở trong bản thân mình. Đấy, thì tùy mỗi người thì là sẽ có cái cách suy nghĩ khác nhau như vậy, nhưng mà ít nhất thì là ai cũng daremoga, ai thì cũng đã sugoste kiteimasu, là cũng đã trải qua cái thời kỳ trẻ con. 大人の視点で読みながら子供の頃の視点を思い出すことは可能です。Chính vì vậy mà chúng ta có thể vừa đọc ở đây chính là đọc các cái tác phẩm văn học của trẻ con dưới cái góc nhìn của người lớn, vừa có thể omoidasu là nhớ ra hoặc là gợi nhớ ra những cái góc nhìn của mình thời mình còn bé. Jibun no naka no koromo ni yorisotte issho ni yomu to demo ieba ii desho ka. Và cũng có thể nói rằng là demo, đúng không? Cũng có thể nói rằng là chúng ta sẽ có thể đọc cùng với lại chính những cái đứa trẻ mà có ở bên trong bản thân mình. Cái từ yorisotte ở đây là hòa thuận này, rồi hòa quyện này, rồi cùng với này. Thực ra hai cái này mình sẽ không dịch cái từ yorisotte, mình sẽ chỉ hiểu cái ý ở đây là đọc cùng với lại những cái đứa trẻ có ở bên trong mình thôi. Còn cái từ ieba i de shou ka thì nó chính là cái cách nói khác của cái câu đằng trước. Với cái câu đỏ ở đây, người ta nói rằng là chúng ta có thể vừa đọc theo cái góc nhìn của người lớn, vừa gợi nhớ ra những cái góc nhìn của trẻ con, và có thể nói cái việc đó, đúng không? Cũng chính là cái việc là chúng ta sẽ đọc cùng với những cái đứa trẻ ở bên trong bản thân mình. Mình là người lớn nhưng mà mình sẽ yorisotte với những cái đứa trẻ ở bên trong mình và cùng đọc chúng, cùng đọc với cái quan điểm của người lớn, vừa nhớ lại những cái quan điểm của mình thời còn bé. Và nó cũng chính là cái ý ở cái đáp án câu số 2. Theo tác giả thì để giải quyết được cái sự khác biệt trong cái góc nhìn ấy, thì chúng ta có thể làm gì? Thì đáp án của mình sẽ loại dần này. Koromo jidai no jibun no shite no omoidashi nagara yomu là mình sẽ vừa gợi nhớ ra những cái góc nhìn của bản thân thời còn bé, vừa đọc. Thì cái này nó đang bị thiếu ý nha các bạn. Ở đây nó có nói cái từ là mình sẽ vừa đọc dưới cái góc nhìn của người lớn, mình vừa gợi nhớ ra những cái góc nhìn thời còn trẻ. Có nghĩa là ngoài cái omoidashi này ra thì nó còn có cái việc là đọc dưới cái góc nhìn của mình bây giờ, hay chính là cái góc nhìn của người lớn ấy. Nên là cái câu số 1 này bị thiếu này. Câu số 2 là gì? Otona no jibun to koromo jidai no jibun o kurabe nagara yomu là mình sẽ vừa so sánh bản thân mình thời còn bé và bản thân mình hiện tại, hay là còn gọi là bản thân mình khi mà đã lớn ấy, vừa so sánh nó vừa đọc, thì nó chính là đáp án của mình ấy. Nó chính là cái ý ở trong cái câu đỏ này này, isso ni yomu này, đúng không? Cùng đọc với nhau giữa cái góc nhìn của mình và cái góc nhìn của thời trẻ con. Ở bên dưới này nó cũng có một cái câu ở bên dưới nữa để mô tả rõ hơn về cái ý đó là gì ạ? Koromo jidai ni yon da hongo sai doku suru to onaji bamen nano ni koromo no goro no jibun to ima no jibun to dewa kanji kata ya uketori kata ga chigau no ni kizuku koto ga arimasu. Là khi mà mình đọc lại những cái cuốn sách mà mình đọc thời mà còn bé, thì mặc dù là cùng một cái hoàn cảnh giống nhau, cùng một cái văn cảnh giống nhau, nhưng mà đều ạ là để chỉ phạm vi. Kizuku koto ga arimasu là mình đôi lúc sẽ nhận ra cái việc rằng là cái kanjikata hay là cái uketorikata là cái cách cảm nhận cũng như là cái cách tiếp nhận của bản thân mình hiện tại và của bản thân mình thời mà còn bé thì nó là khác nhau. Thì cái ý này nó cũng chính là cái ý để bổ sung cho cái đoạn ở phía đằng trước.
khi mà mình đọc những cái cuốn sách thời còn nhỏ hay còn gọi là đọc những cái tác phẩm văn học của trẻ con ấy, thì là chúng ta sẽ so sánh giữa bản thân mình thời còn bé và bản thân mình hiện tại ấy, thì nó sẽ có cái kanji kata và cái uketori kata nó khác nhau. Thì nó bổ sung thêm cái ý nghĩa của cái câu đằng trên này này, là chúng ta sẽ vừa đọc dưới cái góc nhìn của bản thân mình là khi mà otona, khi mà đã lớn rồi, và cái góc nhìn của mình thời còn bé, thì nó chính là cái ý của cái câu số 2 này. Vừa so sánh hai cái suy nghĩ của bản thân mình ở hai cái thời kỳ khác nhau, vừa đọc chúng. Còn câu số 3 là gì ạ? Kodomo ni yonde yaru you na kimochi de yomu, là mình sẽ đọc với cái cảm nhận là đọc cho con trẻ. Thì cái đoạn này người ta không hề nói tới, nên đáp án của mình bị sai. Câu 4 là gì ạ? Otona no shiten de ima no kodomo tachi no kimochi o kangaete yomu, là mình hãy suy nghĩ về cái cảm xúc của bọn trẻ thời ngày nay dưới cái góc nhìn của người lớn để mà đọc. Thì cái này cũng bị sai nhá, vì là cái ý đấy thì nó nằm ở cái phần cái câu đỏ đỏ này này, thì tí nữa mình sẽ dịch thêm. Tuy nhiên thì người ta không nói về cái việc là suy nghĩ về cái cảm xúc của bọn trẻ bây giờ dưới cái góc nhìn của người lớn, mà ở đây người ta chỉ nói rằng là cái ima no kodomo tachi no manazashi o arata ni suru koto mo aru desho, là chúng ta sẽ có một cái góc nhìn mới về cái cách nhìn nhận đối với những cái đứa trẻ ngày nay thôi, chứ không phải là suy nghĩ cái cảm xúc rồi cái tâm tư của họ, của bọn trẻ bây giờ. Nên là cái đáp án số 4 đấy nó cũng bị sai nhá. Để tí nữa đọc thêm một cái đoạn ở bên dưới thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái ý số 4 này nó đang bị sai so với cái ý ở trong bài. Còn đọc đến đây là mình cũng đã có thể hiểu được cái ý của người ta và làm được cái câu số 2 rồi. Tiếp đến là cái câu số 3 là dozo koromo no hon o hiraite mite kudasai to aru ga hissa wa naze sono you ni nobete iru ka kangaerareru ka, là trong đoạn văn có một cái câu là mời bạn hãy mở thử cái cuốn sách của trẻ con ra xem là như thế nào. Thì tác giả tại sao mà lại mô tả như vậy, và mình sẽ cùng đọc tiếp cái đoạn sau nhé. それは今の自分が自分の心の中にいる子供と向かい合う一瞬です。Là それ ở đây nó chính là thay thế cho cái câu đằng trước ấy, là cái việc đó nó chính là cái khoảnh khắc, cái việc mà mình nhận ra được cái sự khác nhau giữa cái cách cảm nhận và cái cách tiếp nhận của bản thân mình hiện tại và bản thân mình thời mà còn nhỏ ấy, chính là cái 一瞬で。À được, nó chính là cái giây phút mà bản thân mình hiện tại đang đối mặt với lại cái thời, đang đối mặt với lại đứa trẻ có ở bên trong trái tim mình. So stakikai ni ima no koromo tachi e no manazashi o arata ni suru koto mo aru desho, là phải chăng là nhờ vào cái cơ hội này, cái cơ hội này là cái cơ hội để mà mukai ao đấy, hướng tới những cái đứa trẻ mà có ở bên trong mình đấy, nhờ vào cái cơ hội đó mà đôi lúc thì là phải chăng chúng ta sẽ có thể làm mới nani nani o nani nani ni suru, là làm mới cái góc nhìn tới làm mới cái góc nhìn hoặc là cái cách nhìn nhận về những cái đứa trẻ ngày nay. Ta tôi bà thì là ví dụ nhá, ví dụ để mô tả rõ hơn cho cái câu đỏ đỏ này này, là ví dụ như thế nào để làm mà làm mới được cái góc nhìn hay là cái cách nhìn nhận đánh giá tới những cái đứa trẻ ngày nay. Ví dụ như là gì ạ? Chikago ro no koromo ni wa komotta mono da to monku o itte ita keredo, mặc dù là, giả dụ như là mặc dù bây giờ mọi người đều đang rất là phàn nàn rằng là bọn trẻ ngày nay chỉ có ru rú ở trong phòng thôi, thế nhưng mà konomo no goro no shibun wa dou datta no ka to, tôi nào sự mình sẽ tự đặt lại cái câu hỏi là thời còn bé, bản thân mình hồi còn bé thì là đã từng như thế nào. Otona de aru koto ni agura o kaite ita shibun o kaeri miru, cái đoạn này là nhìn nhận lại bản thân này. Còn cái agura o kaite ita ở đây giải thích là nan no kimon mo kanji zu ni ita, là không còn nghi hoặc gì nữa, không còn nghi ngờ gì nữa rằng là mình đã là người lớn. Khi mà đặt cái câu hỏi mình thời còn bé thì là như thế nào ấy, thì là mình sẽ nhìn và mình sẽ nhìn nhận lại bản thân mình rằng là rõ ràng rằng là mình đã đang là người lớn rồi. Sonna koto ga okoru kamo shiremasen, và có thể sẽ xảy ra những cái sự việc như vậy. Cái sự việc như vậy ở đây nó chính là cái ý là mình hỏi, nghĩa là mình tự
mình đặt ra cái câu hỏi là bản thân mình thời còn nhỏ ấy thì nó như thế nào, và nhìn nhận lại rằng là à, hóa ra là kiểu là mình đã lớn rồi, đúng không? Mình đã thành người lớn rồi, rõ ràng là mình đã lớn rồi. Và đô dỗ kuromo no hongo hirai tệ mite kudasai là xin mời bạn hãy thử mở cái cuốn sách của trẻ con ra xem sao. Thì khi mà mở cái cuốn sách này ra thì là sona koto ga okoru kamo shiremasen, đúng không? Xảy ra cái việc gì thì xảy ra cái việc là à, nhìn nhận dạy rằng là bản thân mình chính xác đã lớn rồi, khi mà đặt cái câu hỏi là không biết ngày xưa mình đã từng như thế nào đây, đúng không? Hai cái ví dụ đấy nó chính là diễn tả cho cái ý của cái câu đỏ đỏ này. Cái câu đỏ đỏ ở đây nó chính là cái ý chính là mình sẽ có cái cơ hội để mà làm mới cái góc nhìn của mình dành cho những cái đứa trẻ thời ngày nay. Nên là tại sao mà tác giả lại nói cái câu này ở cái phần bài đọc hiểu này, đó là vì gì ạ? Đó là vì cái câu đỏ đỏ này này, đúng không? Để làm mới cái góc nhìn của bản thân tới những cái đứa trẻ hiện tại bằng cái cách nhìn nhận lại chính mình thời mình còn bé. Thì đáp án của mình câu 1 là ima no koromo no kangae kata o shiru koto de otona de aru zibun o kaerimiru koto mo aru kara. Bởi vì rằng là nhờ vào cái việc biết cái cách suy nghĩ của trẻ con thời ngày nay mà chúng ta sẽ nhìn nhận lại bản thân rằng là mình là người lớn, thì cái câu này bị sai rồi nhá. Không phải là cái việc mà biết về cái cách suy nghĩ của trẻ con ngày nay mà người ta chỉ nói rằng là làm mới thôi, chứ không phải là si rự, nên đáp án của mình là sai. Jido bungaku o yoku rikai suru koto de chikagoro no koromo no mondai te no hakken dekiru kamo shirenai kara. Bởi vì rằng nhờ vào cái việc hiểu được rõ cái nền văn học của trẻ con ấy, nên có thể mình sẽ phát hiện được những cái vấn đề của trẻ con thời ngày nay. Thì cái mondai te no hakken dekiru ở đây người ta không nói tới nên bị sai này. Câu 3 là koromo jidai no hon o saidoku suru koto de kore made no zibun no koto ga yoku wakaru kamo serenai kara. Bởi vì khi mà mình đọc lại cái cuốn sách thời mà còn bé thì có thể là mình sẽ hiểu một cách rõ ràng về bản thân mình từ trước cho đến nay. Thì cái đoạn mà hiểu rõ về bản thân mình từ xưa cho đến nay người ta cũng không có nói tới, nên là chỉ còn câu 4 thôi. Koromo no naka ni iru koromo no goro no zibun ni kizuku koto de. Bằng cái việc nhận ra về bản thân lúc mà còn nhỏ ở bên trong trái tim mình thì là sẽ có thể thay đổi cái cách nhìn của bạn từ trước cho đến nay. Cái mikata này này thì nó bằng với cái ý là làm mới này, arata ni suru này, làm mới được cái manajashi là cái cách nhìn nhận ấy, thì nó chính là cái mikata là cái cách nhìn này. Kore made no mikata thì nó chính là manajashi o arata ni suru. Koto mo aru ở đây là sonna koto ga okoru kamo shiremasen, là có thể là sẽ xảy ra cái việc nhìn nhận lại đấy, có thể là xảy ra cái cách nhìn nhận mới đấy, làm mới cái góc nhìn của mình đấy. Nên là đáp án của mình nó chính là cái số 4 là kawaru koto mo aru, là đôi lúc đôi khi thỉnh thoảng sẽ làm cho mình thay đổi cái góc nhìn của mình từ trước cho đến nay bằng cái việc nhận ra được cái bản thân mình thời mà còn nhỏ ở bên trong chính bản thân mình. Thì là đáp án của mình nó là cái số 4 nhé. Bài này để mà giải thích một cách rõ ràng và mạch lạc ấy thì cũng đã khiến cho mình mất rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên khi mà mình đi thi, mình chỉ cần bắt các cái keyword như trong các cái câu đỏ đỏ mà mình đã giải thích như trong cái bài vừa rồi là các bạn cũng có thể làm và suy ra đáp án rồi. Mong rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào cái bài đọc hiểu tiếp theo.